Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hay góp nhận top cần min nha các bạn. Hiện tại top cần min này đang trong chương trình bán hàng free sale này các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn join vào group nè, follow tại Twitter và retweet là bài viết nè. Sau khi các bạn làm xong hết nhiệm vụ này xong thì các bạn copy cái link này nè các bạn. Thì chương trình hay góp này nó sẽ phân phối trong vòng 2 tuần nha các bạn. Rồi các bạn chọn dòng grab nè, các bạn dán vào nè. Rồi các bạn bấm connect với nha các bạn. Rồi sau khi các bạn lướt xuống xong thì các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn tìm một chữ iDrop nè. Amplitude min iDrop nè. Rồi các bạn chọn vào một connect nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào MetaMask chocolate nè các bạn. Rồi bạn đồng ý nha các bạn. Sau khi đồng ý connect với xong thì các bạn điền là username Telegram các bạn đã join vào nhóm group đó các bạn, cộng anh 3 số 1 3 số 2 này các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của các bạn đã follow dự án nè và tại Tweetbot nè, cộng win vnnh9. Rồi các bạn nhập vào tiết nha bạn, nhập vào 2 dấu tiết nè. Rồi bạn nhập vào apply chấp nhận điều khoản các bạn, rồi bạn bấm vào apply to min drop nè. Vậy là xong nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình hay góp nhận token min đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.